Hi, xin tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến video tiếp theo của kênh Nhân BB. Các bạn ơi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Chúng ta sẽ di chuyển và nhặt thẻ bài các bạn ạ. Thẻ bài này có rất nhiều những quân mạnh luôn. Đây này, mình đang sở hữu một Hakioki, thêm nữa là một con zombie này các bạn ơi. Wow, các bạn thấy chưa? Mình sẽ dẫn bọn chúng về đích và đấu với kẻ địch các bạn ạ. Mình sẽ dùng những thẻ bài để đấu. Ui, Hakioki của mình được nâng cấp lên các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn này, Hakioki của mình nên x2 luôn. Ôi không, trời ơi, bình tĩnh. Cay chết nhỉ, ván đầu tiên chưa thắng được các bạn ơi. Nhưng mà mình mở được bom vàng, một con quái vật. Ôi không, thề luôn, bực mình thế. Ván đầu tiên mình tưởng mình về đấy các bạn ơi. Thôi rồi, không sao, các bạn hãy ấn like hết đi nha các bạn nha. Các bạn ấn like hết đi để Nhân BB có động lực giành chiến thắng trong ván đấu này. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Đây, các bạn xem mình đây. Mua con này đi, ui, về đích. Lấy tiền. Đây, Hakioki nâng cấp X2 cho anh. Lấy tiền. Đây, con này nữa nâng cấp tiếp. Rồi, ok các bạn ơi, Nhân BB đã về đích rồi đây các bạn ạ. Wow, lần này mình sẽ đấu với ai đây? Wow, đấu với mấy con quái vật của kẻ địch này. Mình sẽ sử dụng Hakioki, mình sẽ sử dụng thanh niên này zombie, và mình sử dụng thanh niên này nữa. Ok, trận đấu bắt đầu, anh em cố lên. Wow, các bạn tin mình có thể giành được chiến thắng không? Các bạn an tâm, lần này dễ mà. Yeah, ok các bạn ơi, ván đấu tiếp theo nào. Ván này cố gắng là lấy thật nhiều tiền mang về đích nào. Mình sẽ lấy con zombie này 70 tiền luôn các bạn ơi, 170. Tiếp theo con Freddy này. Ui, gấu Freddy các bạn ơi. Yeah, thẻ bài Freddy luôn, mạnh luôn anh em ơi, mạnh luôn. Ui, cẩn thận về đích nha. Con trâu, mình sẽ lấy con trâu này. Ok, nâng cấp con zombie này lên level 2 các bạn ơi. Đấy, xem nó sát nhập lại này. Wow, zombie level 2 này mạnh lắm các bạn ạ. Ok, được rồi, xem quân kẻ địch là gì đâu. Quân kẻ địch cũng bình thường thôi. Lấy con zombie level 2 của mình ra thành con người vàng luôn. Lấy phép đi nữa, lấy cả con trâu này nữa. Anh em, xông lên, chiến đấu, cố lên. Con trâu mình thua rồi, nhưng mà kẻ địch yếu hơn mình, nên là kẻ địch còn thua hơn. Mình vẫn giành được chiến thắng các bạn nha. Các bạn thấy chưa? Tiếp tục nào. Ván đấu tiếp theo, ván này phải ăn được thật nhiều tiền nha. Mình sẽ cố gắng xin những con mạnh nhất. Có quái vật bộ xương này. Godzilla kìa anh em ơi. Nhưng mà mình không có tiền. Godzilla phải xem quảng cáo cơ các bạn ạ. Wonder Woman này. Wow, ngon. Mình có cả Wonder Woman cơ mà. Này, lấy Hakioki. Yeah, ôi, không biết mình có thể nâng cấp được Wonder Woman đâu. Nâng cấp Wonder Woman lên level 2. Một chiến binh nữ. Wow, yeah, quá hay luôn. Nên là các bạn hãy ấn like nha, ủng hộ mình. Kẻ địch có hai con lên level 2 rồi các bạn ơi. Ui, kẻ địch may mắn nha. Anh ấy, mình sắp xếp đội quân của mình sao cho giành chiến thắng nha. Mà hai quân mình thắng nên là mình sẽ giành được chiến thắng các bạn ơi. Yeah, mình có hai quân mình mạnh mà, Wonder Woman mạnh hơn. Yeah, wow, hình như đây là tên dốc cơ các bạn ơi. Mình sắp sở hữu được thẻ bài của tên dốc cơ rồi các bạn ạ. Mở chìa khóa ra. Wow, lại được một con trâu này. Hay lắm. Trò chơi này rất là hay các bạn ơi. Tiếp tục nào. Ván tiếp theo, lấy thật nhiều tiền mang về đích nào. Lấy gấu Freddy anh em nha. Rồi, ok, Freddy hãy đi theo anh Nhân BB. Đâu, tiếp tục nào. Lần này tiếp tục lấy Haki nữa. Hakioki và Freddy ở cùng một đội. Nâng cấp Freddy lên level 2, 2 sao luôn. Ngon. Lần này kẻ địch tuổi dê đấu với anh Nhân BB. Trời ơi, mang về ba quân siêu mạnh, siêu đẳng cấp luôn. Hay lắm. Ván này anh Nhân BB sẽ cố gắng chiến đấu. What the? Hắn là tên Joker khổng lồ này. Uầy, lần này mình sẽ phải cố gắng thôi anh em, cố lên. Yeah, ba quái vật của mình hợp này sẽ đánh bại tên Joker này. Ui giời, Joker này. Yeah anh em ơi, trời ơi, mình đã lấy được cả bài Joker
cơ rồi. Ha 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 ha. Quá mạnh luôn anh em ơi. Rồi đây rồi. Thả bài Joker kìa các bạn ơi. Lấy hết tiền mình sẽ mua được nó. Joker đã về đội của anh Nhân BB rồi đây các em ơi. Tiếp tục chìa khóa này. Ồ, con Joker này chắc có vẻ mạnh lắm đây. Ui giời ơi. Nâng cấp Joker lên level 2 luôn anh em ạ. Ui, không đủ tiền. Ôi vẫn nay mình không đủ tiền nâng cấp Joker lên level 2 rồi anh em ơi, buồn quá. Ôi không, lấy con trâu này đây, con trâu này này anh em ơi. Ôi không, không đủ tiền nâng cấp Joker lên level 2. Lần này mình đấu với một pháp sư ở trong bãi đá các bạn ơi. Ôi không, đâu rồi, đến đây. Ôi may mà kẻ địch yếu các bạn ạ, không có là mình toang luôn rồi đấy. Ok anh em, chiến đấu, giành chiến thắng nào. Ván sau phải cố gắng nâng cấp Joker lên level 2. Các bạn hãy ấn like để ủng hộ Nhân BB các bạn nhé. Ấn like, ấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để có video mới xem được luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục. Ván này phải nâng được tên Joker lên level 2 các bạn ạ. À, đây rồi. Kìa rồi, mình đã nhìn thấy tên Joker kia rồi anh em ơi. Lấy tiền này. Ô, đây rồi, Joker đây rồi. Các bạn nhìn kìa, hút kìa. Ui, người khổng lồ xanh kìa các bạn ơi. Nhưng mà chưa có tiền, buồn quá anh em ơi. Buồn quá, đâu rồi. À, đầu tiên lấy cái này thôi, lấy cái này thôi. Để tí nữa mình sẽ nâng cấp Joker lên level 2 anh em nha. Đây, Joker sẽ được nâng cấp lên level 2. Nó sẽ rất là mạnh luôn đó các bạn ạ. Ui giời ơi, tiếp tục đấu với pháp sư này. Ui pháp sư có, ui các bạn ơi, lần này pháp sư có những quân bài rất là mạnh luôn nha các bạn nha. Nhưng không sao, mình có hai quân bài mạnh hơn, đó là Joker và Hakiuki, nên là mình vẫn giành được chiến thắng. Yeah, biết ngay mà, mình nâng cấp Joker lên level 2 là đúng đấy các bạn ạ. Yeah, trò này thật là hay. Xem nào, lần này mình tiếp tục chọn quân tiếp. Ui, lấy tiền. Ô, lấy hết tiền luôn này. Yeah, con trâu này về với đội của anh Nhân BB. Tin, lấy hết tiền luôn. Hakiuki về với đội của anh Nhân BB. Tin. Lần này chúng ta sẽ lấy Wonder Moment nha. Vì Wonder Moment mạnh hơn các bạn ạ. Mình sẽ nâng cấp Hakiuki lên 2 sao. Lên. Hakiuki có vương miệng luôn, giống Blue luôn. Nào về đích. Trời ơi, quân này mạnh lắm các bạn ơi. Quân mình châu nhất thế giới rồi. Chả sợ kẻ địch đâu. Ok. Đâu rồi bác ơi? Bác kẻ địch ơi. Ui giời ơi, lần này kẻ địch thực sự là rất là yếu luôn các bạn ơi. Ok, chiến thắng. Mình có hai quân mạnh hơn pháp sư nên là mình giành được chiến thắng. Ok, dễ dàng. Wow, lần này mình sắp sở hữu được một cái thẻ bài mới đấy các bạn ạ. Đấy, hay nhờ, mạnh nhờ. Tiếp tục nào. Wonder Moment. Nâng cấp Wonder Moment lên level 2. Yeah. Ui, tiếp tục nâng cấp. Ui, hết tiền rồi. Lên level 3 đây. Wonder Moment lên level 3 các bạn ơi. Wow, trời ơi. Wow, Wonder. Nâng cấp được tiếp không? Nâng cấp được Wonder Moment lên level 4 không anh ơi? Ôi, nâng cấp Wonder Moment lên level 3 đã hết cỡ rồi các bạn ơi. Oh my god. Wow, mạnh thật sự luôn. Xem nào, lần này pháp sư có quân bài gì nào. Úi giời ơi. Wow, pháp sư cũng có 3 quân bài luôn. Ui, Wonder Moment lên level 2 này. Nhưng mà Nhân BB Wonder Moment lên level 3 cơ. Wonder Moment của mình lên level 3 cơ. 3 con quái, 3 chiến binh của mình đều giành chiến thắng. Thẻ bài của mình mạnh hơn. Yeah, Wonder Moment lên level 3. Yeah, thiệt là may mắn cho mình đó các bạn ơi. Next level. Lần này sẽ nào, tiếp tục có Wonder Moment hay không? Được các bạn nha. Có cả Joker lớn luôn. Ui, lần này cố gắng ăn nhiều tiền. Ui không. Trời ơi các bạn ơi, mình ngã rồi. Trời ơi, may mà vẫn lấy được tên Joker này về các bạn ơi. Mình vừa bị ngã một trận, ngã sắp mặt luôn đây các bạn ạ. À, nâng cấp Wonder Moment lên level 2. Yeah,
Tiếp tục về đây với đội của anh. Hắc Hiếu ghi về với đội của anh. Trời ơi, trò này rất là hay luôn các bạn ơi. Thẻ bài của mình, lần nào mình về mình lấy, mình cũng được thẻ bài điểm cao luôn, nên là mình thắng thôi anh em ơi. Thế là mình thắng thôi. To, người khổng lồ to luôn này các bạn ơi. Nào bá quốc của mình này. Ui, đánh được to. Yeah, Thor thần sấm. Mình sẽ sở hữu được Thor thần sấm các bạn ơi. Đấy, yeah. Một quân bài mạnh nữa đã thuộc về nhân BB rồi các bạn ơi. Các bạn nhớ like nha, các bạn nha, nhớ like nha. Chiu, lấy hết tiền luôn. Thor thần sấm kìa anh em ơi. Thor thần sấm này, lấy Thor 200 tiền sẽ mua được Thor các bạn ơi. Thor khổng lồ anh em ơi. Rồi, ngon kìa. Thor thuộc về đội của nhân BB rồi. Cố gắng kiếm tiền nâng cấp Thor lên level 2 anh em nha. Mua con yếu này thôi. Tí nữa mình sẽ để dành tiền nâng cấp Thor lên level 2 anh em ơi. Đây này, Thor lên level 2. Yeah, thần chấm lên level 2. Wow, lần này chúng ta chiến đấu ở trong một cái sàn này đẹp chưa các bạn ơi. Rồi rồi, úi giời, con trâu này level 2. Cùi bắp ngô. Đấy, ôi không, các bạn ơi. Ôi chết ơi, có vẻ mình thua bữa nay rồi. Ôi không, cố lên. Rồi, thua rồi. Tuy mình sở hữu được thai mà mình vẫn thua các bạn ơi. Ok các bạn nha, không sao. Ván sau chắc chắn mình giành được chiến thắng, mình giành được huy hiệu của vua này các bạn ơi. Yeah. Ok các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của Nhân BB. Các bạn nếu thích hãy ấn like cái kênh, nhấn chuông thông báo để theo dõi Nhân BB các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của mình. Ok.